nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Sáng ngày 25 tháng 7 năm 2024, đoàn công tác của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình do đồng chí Nguyễn Ngọc Doanh, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Quyết Chiến. Đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc cùng dự buổi tặng quà. Tại buổi tặng quà, đồng chí Giám đốc Sở Tài chính ân cần thăm hỏi sức khỏe, kết quả phát triển kinh tế gia đình của các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách của xã Quyết Chiến. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thế hệ cha anh đi trước, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công đã cống hiến, hy sinh vì sự ấm no hạnh phúc của nhân dân và nền độc lập tự do của đất nước. Mong muốn các gia đình chính sách người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua nỗi đau do chiến tranh để lại, giữ gìn sức khỏe, động viên con cháu xây dựng quê hương thêm sao đẹp. Đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên chăm lo, làm tốt công tác chăm sóc người có công, gia đình chính sách,